Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý khi nắp motor bị bể nha anh em. Này là nắp motor 30 cân anh em, bể tài la hết luôn. Đây mình hàng mình quay nắp nha anh em. Mình phải xả rãnh mới hàng được nha anh em. Tích kịp lại anh em chứ không hàng là nó bị giật. Đây anh em, bể thậm tệ. Mình xả rãnh anh em. Xả rãnh mình hàng nó mới ăn được. Này nắp gang anh em ạ. Quay nắp ok, bình hàng bằng cho đá rồi nè. Đó mà này qua thao của mình hết rồi nên làm biến quá, mình hàn bằng inox luôn nè. Nãy nó bể rớt cái nắp ra luôn em ơi, kịp lại bên hàng. Công ty làm rớt nó bể nè. Này hàng do đó hàng thao thì nó chắc nó cũng đẹp hơn, mà giờ hết que thao rồi mua lười biếng quá, hàng que nóc luôn nè. Anh em nhớ là phải kịp lại nha anh em, kịp lại chứ không khi mình hàng nó dãnh rồi đó. Canh kỹ thì mình khỏi bằng làm lại semi đây. Còn nếu mà bị danh này chắc phải đi đóng lại semi rồi. Bị rớt gù luôn mà. Anh em nhớ là phải xẻ rảnh nha anh em, xẻ rảnh mới hàng nó mới ăn được. Này nắp gang à, hàng thao hoặc quay ga này nó quay ga nó không đẹp bằng quay nóc.
Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, giờ mình rà lại mình ráp vào đây. Chào anh em.